nhằm giới thiệu quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc, tiềm năng du lịch đến với du khách. Từ hôm nay đến ngày 10 tháng 3, tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2024 với nhiều hoạt động sôi so nổi. Đến với lễ hội, du khách sẽ được tham quan di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Na Hang, Lâm Bình, chiêm ngưỡng vườn qua lê, tuyến đường qua lê và nhất Việt Nam, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực, trình bày sản phẩm ô cốp của tỉnh Tuyên Quang, thăm làng văn hóa du lịch cộng đồng trải nghiệm vẽ sáp ong, hái và sao trà, thưởng thức trà đặc sản sang tuyết. Lễ hội Hương sắc Na Hang là dịp để địa phương thu hút khách du lịch, đồng thời giới thiệu quảng bá văn hóa dùng miền đến với du khách, kích cầu tiêu thụ sản phẩm.